Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần Vusoft. Trong video hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng mới của công ty cổ phần Vusoft. Đây là một ứng dụng cho phép bạn có thể là quét các mã vạch, barcode, QR code vào máy tính. Như vậy là các bạn sẽ không cần phải mua những cái thiết bị quét mã vạch nữa, mà bạn chỉ cần sử dụng điện thoại của mình để có thể là quét dữ liệu barcode từ các văn bản, từ tất cả các sản phẩm hàng hóa để đưa vào máy tính của mình. Như các bạn xem đây, tôi đang chạy cái phần mềm barcode to PC. Bây giờ tôi tiến hành quét barcode. Đó, các bạn có thể thấy khi mà tôi dùng điện thoại tôi quét barcode thì barcode được nhập vào máy tính. Ok, trong cửa sổ tìm kiếm của Google Sheet, tôi quét barcode. Ok, trong màn hình Word, tôi quét barcode. Trong màn hình Excel. Ok. Bây giờ để hướng dẫn sử dụng, các bạn hãy làm theo tôi từng bước như sau. Đầu tiên, bạn hãy dùng điện thoại vào App Store đối với điện thoại iPhone. Còn nếu bạn sử dụng điện thoại Android thì bạn vào Google Play để bạn tải cái app BS Barcode to PC. Trên màn hình của các bạn là tôi đang dùng điện thoại iPhone. Tôi bấm vào App Store. Trong cửa sổ App Store các bạn tìm kiếm cho tôi từ khóa đó là BS Barcode to PC. Tìm. Và các bạn đã tìm thấy cái app của nó ở trong cái kho ứng dụng của Apple. Chúng ta bấm vào tải xuống và cài. Ok. Trên điện thoại của bạn sẽ xuất hiện cái ứng dụng BS Barcode to PC. Bấm vào. Nếu bạn có nhu cầu quét barcode và gửi vào máy tính thì chúng ta bấm vào connect. Ở đây chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP và cổng để chúng ta kết nối vào. Thì phần này tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. Nếu bạn không có nhu cầu kết nối với máy tính thì chúng ta bấm vào menu ở góc bên phải, góc trên bên phải. Bạn chọn Scan Barcode to PC. Khi bạn chọn Barcode to PC thì điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn cấp quyền để sử dụng camera hay không. Bạn chọn OK. Bạn có thể là quét tất cả mọi barcode QR code vào điện thoại. Tuy nhiên là tất cả mọi dữ liệu barcode này nó chỉ lưu trên điện thoại của bạn mà thôi, còn chưa truyền vào máy tính. Muốn tất cả các barcode QR code được gửi vào máy tính thì bạn cần cài một cái ứng dụng là BS Barcode Server trên máy tính. Bây giờ các bạn hãy làm theo tôi để cài ứng dụng trên máy tính nữa. Bạn vào website atunespro.com, Enter. Trong trang web này, bạn vào mục sản phẩm Product, chọn BS Barcode to PC. Tại trang Barcode to PC, các bạn có thể đọc các hướng dẫn của sản phẩm này. Về ứng dụng điện thoại là cho phép tải từ Apple Store hoặc Google Play. Còn phiên bản Barcode Server là phiên bản cho phép bạn chạy trên hệ điều hành Windows hoặc chạy trên hệ điều hành Macintosh. Nếu bạn cài trên hệ điều hành Windows, chúng ta chọn Download for Windows. Nếu mà bạn muốn chạy trên hệ điều hành Macintosh, chúng ta chọn Download for MacBook. Bây giờ ta cài cho Windows. Bấm vào Download, chúng ta mở file mà chúng ta đã download về. Ok. Nhấp đúp chuột vào file Setup BS Barcode Server. Yes. Quá trình cài đặt chúng ta cứ next để kết thúc. Khi cài đặt thành công thì ứng dụng của các bạn sẽ xuất hiện ở trên màn hình desktop BS Barcode Server. Bây giờ chúng ta tiến hành chạy. Lần đầu tiên khi chạy thì phần mềm sẽ yêu cầu bạn phải đăng nhập tài khoản. Để tạo một tài khoản miễn phí để sử dụng, chúng ta bấm vào Register Online. Tại đây,
Nếu chúng ta đã có tài khoản của BlueSoft rồi thì chúng ta nhập tài khoản và password. Còn nếu chưa có, chúng ta hãy tạo một tài khoản miễn phí, bấm vào Create Free Account, Account Email. Chúng ta nhập địa chỉ email chính xác để chúng ta đăng nhập và nhận mật khẩu. Display name là cái tên hiển thị trên màn hình của bạn. Phần nhận avatar chúng ta có thể chọn hoặc không. Kết thúc, chúng ta bấm Create. Chương trình báo cho các bạn rằng là hãy kiểm tra email để nhận mật khẩu. Chúng ta hãy vào kiểm tra email. Khi vào hộp thư, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái email với tiêu đề là BlueSoft Account Password. Chúng ta bấm vào. Và đây chính là mật khẩu chương trình gửi cho chúng ta. Hãy copy. Okay. Sign in. Rồi, lần đầu tạo mật khẩu khi sign in sẽ hiển thị ra màn hình Account Information Edit để chúng ta có thể sửa lại thông tin hoặc chúng ta thay đổi lại mật khẩu cho dễ nhớ. Mật khẩu bây giờ tôi thay đổi lại thành 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Save. Như vậy, chúng ta đã tạo tài khoản thành công và khi đó hệ thống đã đăng nhập với tài khoản Nguyễn Duy Khánh. Chúng ta lưu ý là trên phần mềm BS Barcode Server thì có gửi cho các bạn cái thông tin về server IP và port. Thông tin này dùng để điện thoại kết nối đến. Trên điện thoại, chúng ta bấm vào Connect. Mục server IP, hãy nhập địa chỉ IP giống như cái IP trên máy tính thông báo. 192.168.1.8. Sau đó chúng ta chọn Connect. Như vậy là thành công. Một cách đăng nhập thứ hai rất là tiện dụng đó là trên điện thoại các bạn bấm vào Scan QR Code. Khi đó bạn đưa camera vào cái QR Code trên màn hình máy tính. Như vậy chúng ta đã thực hiện việc đăng nhập bằng quét QR Code rất là nhanh gọn. Để quét mã vạch vào máy tính thì chúng ta hãy thu nhỏ những cái màn hình này lại. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu ví dụ về quét mã vạch. Chúng ta hãy lưu ý rằng là để mã vạch được đưa vào máy tính, chúng ta phải bấm chuột vào cửa sổ mà nơi đó có con trỏ nhé. Đó, các bạn có thể thấy trên màn hình. Tôi đang quét vào cửa sổ Google Sheet. Ok. Đây là một phần mềm bán hàng. Tôi sẽ sử dụng điện thoại để tôi quét cái mã hàng. Đó, các bạn có thể thấy. Ok. Ví dụ thứ hai, trong phần mềm kiểm phiếu, tôi vào mục check-in. Trong mục check-in này là tôi sẽ quét mã vạch của các đại biểu đến dự họp. Ok, đó là ví dụ tôi check-in đại biểu đến họp. Ví dụ tiếp theo, tôi nhập đại biểu mới. Ví dụ trong màn hình này, bình thường là chúng ta phải nhập họ, tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân và các thông tin khác. Trên căn cước công dân của chúng ta thì có mã vạch. Bây giờ chúng ta quét. Ok, sau khi quét QR code trên căn cước công dân thì lập tức tất cả các thông tin được nhập vào trong phần mềm luôn. Các bạn thấy là rất là tiện dụng đúng không ạ? Khi các bạn sử dụng điện thoại để quét QR code vào máy tính thì trên phần mềm BS Barcode Server nó lưu tất cả các barcode mà các bạn đã quét vào một danh sách trong phần mềm. Và trong danh sách này các bạn có thể bấm vào menu bên phải. Sau đó chúng ta chọn Export to CSV file. Ok, trên đây là phần hướng dẫn của tôi về cách sử dụng thiết bị điện thoại để quét QR code barcode vào máy tính bằng phần mềm BS Barcode to PC kết nối với phần mềm trên máy tính đó là BS Barcode Server. Đối với hệ điều hành MacBook thì các bạn làm tương tự như vậy và chúng ta thêm một cái bước thiết lập nữa thì bước thiết lập này các bạn hãy xem hướng dẫn của chúng tôi trên website. Clip chia sẻ của tôi hôm nay về phần mềm BS Barcode Server và BS Barcode to PC đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.